đợi cho người nó vào đã. Và đồng hồ em nói nhá. Mọi người chia sẻ và like cho em ạ. Chào anh Văn Tài nhá.
bạn sĩ Nguyễn ơi, con C9 này thì có giá là 6.990.000 và mình sẽ đợi cái lượt tương tác và lượt xem đông thì mình sẽ bóc con này thì sẽ cho anh em ngắm nhá. Thế thì chị bảo là lá chim cùng thì tăng lên chứ. Đúng rồi, bà Lai chị ơi. Đây, chị ơi.
có 3 chiếc dây và một mặt đồng hồ được thiết kế hình ONG nhá. Thế này thì mình có 3 dây là mình có thể thay đổi khi mà mình muốn thay đổi sang một phong cách khác mà vẫn trên chiếc đồng hồ đó. Đây mình vừa đã kết nối wifi để cho anh em chiêm ngưỡng cái con CC9. Selfie chụp ảnh đi, bật selfie xuống chụp. Selfie rồi mà nó có nóng. Hiện tại thì mình cũng đang đeo kính của Xiaomi nhá. Bạn nào mà cái dạng này là kính chống cận không độ ấy ạ. Bạn nào mà có nó cũng rất là thời trang nữa.
chụp thật đi. Bạn Nguyễn Thuận ơi, shop mình là ở 1005 đường Trần Hưng Đạo nhá, ngay ở cái chỗ ngã tư Vân Giang rẽ vào chợ Rồng đấy ạ. Giáp cái quán miến lươn đi bạn nhá. Một cái nhìn rõ gạch không ạ? Mình vừa có tai nghe Bluetooth hai bên không bạn? Có bao nhiêu loại vậy? Dạ bên em chào bạn anh Duy ạ. Em cảm ơn anh Danh Hảo nhá. Nói rất đúng luôn ạ. Xem đi mắt sáu giờ. Bên mình thế nào?
Ngoài bản ngoài cái Xiaomi Redmi Note 6 Pro ấy, anh có thể tham khảo những máy khác nhá, có mức giá tương đương nhá. Ví dụ như là Note 7 nhá, bây giờ bên em đang Pro là còn 5.290.000 đấy nhá.
Em vừa tháo thành cái túi mình đây là là mình bật nhạc này nó và bật quyền thì vậy web Asia Thái Lan để chặn cho các bạn vì nó chặn bản quyền đấy thế vậy cái này thì liên quan gì này thì cho bạn là mình chặn gì có thể chứa nhỉ thấy chưa tôi thấy chúng nó toàn like mà này âm nhạc đấy là nó xin phép rồi không phải ý là biết tôi bỏ trên Facebook phúc các kiểu không ấy thôi tắt luôn đi tắt rồi ra chi vậy thôi thế được rồi.